rễ quý trời cho. Chương 358, thật sự động tâm. Bạc Trì Công nghe thấy lời của Bạc Tùng, lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, tên xui xẻo gì, lại phải để võ sĩ của đấu trường tới dạy dỗ. Ba tới xem là biết, chính là một tên bỏ đi, người này là cốt kẻ mà muốn ăn thịt Thiên Nga, lừa Linh Nhi, con thay Linh Nhi dạy dỗ anh ta một trận. Bạc Tùng nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện bên kia. Bạc Trì Công theo tầm mắt của Bạc Tùng nhìn sang phía Lâm Thanh Diện, lúc ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thanh Diện, toàn bộ người đều cứng đờ. Đây không phải là chủ nhân mới của nhà họ Lâm sao? Lúc này những võ sĩ dây ở trước mặt Lâm Thanh Diện đã lao về phía Lâm Thanh Diện cũng không khách khí với những người này, vừa rồi anh hỏi tại sao những người này lại ra tay với anh. Có điều những võ sĩ này cũng không định giải thích với Lâm Thanh Diện. Nếu đã như vậy, Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể thu thập đám người này trước rồi hỏi rõ sao. Bạc Trì Công trơ mắt nhìn những võ sĩ kia xông về phía Lâm Thanh Diện, cả người bị dọa sợ hồn vía cũng bay mất. Bạc Tùng hướng về phía Bạc Trì Công cười nói, ba, thật không biết người này nghĩ như thế nào. Lại có gan lừa gạt Linh Nhi, hôm nay võ sĩ nhà chúng ta sẽ cho anh ta biết, chọc Linh Nhi không vui, sẽ là kết cục thế nào. Bạc Trì Công một lúc lâu mới phản ứng được, sau khi ông ta nghe thấy lời của Bạc Tùng, trong lòng lập tức nổi lên cơn giận ngút trời, nếu đây là chuyện của Chung Linh Nhi, vậy hãy để người của Thương hội Thiên Nguyên giải quyết, mày chạy lên khoe khoang cái gì? Đây rõ ràng không phải là đang tìm phiền phức cho nhà họ Bạc sao? Vị bên kia là chủ nhân mới của nhà họ Lâm đó, người ta muốn làm gì, cũng không tới phiên Bạc Tùng quan tâm. Bạc Trì Công còn muốn giới thiệu Lâm Thanh Diện cho Bạc Tùng làm bạn cơ, bây giờ hay rồi, Bạc Tùng trực tiếp để những võ sĩ nhà họ Bạc đi dạy dỗ Lâm Thanh Diện, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự bị đánh xảy ra vấn đề gì đó. Nhà họ Bạc nhà ông ta chỉ sợ cũng không cần tồn tại nữa. Cái tên nghịch tử này, ai bảo con xem vào việc của người khác chứ? Con biết vị kia là ai không? Con lại để võ sĩ đánh anh ta, ba thấy con thật là không muốn sống nữa. Bạc Trì Công trực tiếp đạp một cước vào người Bạc Tùng, không chút lưu tình. Bạc Tùng bất thình lình bị cho một cước trực tiếp ngã ra đất. Mặt đầy ngơ ngác nhìn ba mình, không biết tại sao ông ấy phải nổi giận như vậy. Ba, người kia chỉ là một tên bỏ đi, ba sao vậy? Bạc Tùng mở miệng hỏi một câu. Mẹ nói ba thấy con mới là đồ bỏ đi. Mau để những võ sĩ kia dừng lại cho ba, hôm nay nếu anh ta xảy ra chuyện gì, ta chặt đứt chân con. Bạc Trì Công thở hổn hển nói. Đáng tiếc lúc ông ta nói lời này đã muộn rồi. Những võ sĩ kia đã bắt đầu xuất thủ với Lâm Thanh Diện. Chỉ thấy thân thủ Lâm Thanh Diện lúc ẩn lúc hiện, chiêu thức tinh tế, những võ sĩ kia căn bản cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, chỉ sau vài nhịp thở, những võ sĩ kia đã bị Lâm Thanh Diện hạ gục trên đất. Đám người Ngụy Dân Hiên thấy Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự chỉ là một tên bỏ đi. Sao có thể có trình độ cao như vậy, kết hợp với phản ứng của Bạc Trì Công, bọn họ lập tức ý thức được, Lâm Thanh Diện tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Cái đó, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc, đi trước đây. Ngụy Dân Hiên nói một câu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi mấy người còn lại phản ứng kịp, cũng đều vội vàng nói mình có chuyện. Chạy mất tiêu. Bạc Tùng trợn tròn mắt, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện sẽ thành ra như vậy. Bạc Trì Công không có tâm tư để ý Bạc Tùng, vội vàng chạy về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lúc này đang muốn từ trong miệng những võ sĩ kia hỏi coi rốt cuộc là ai bảo bọn họ tới, Bạc Trì Công đã chạy tới trước mặt anh, mặt đầy áy náy mở miệng nói, ông chủ Lâm. Thật là xin lỗi, để cậu bị dọa rồi, chuyện này đều là tôi sai, tôi không quản tốt con trai tôi, nó cũng là nhất thời lỗ mãng, mới có thể bảo những võ sĩ này động thủ với cậu. Con trai ông. Lâm Thanh Diện thấy Bạc Trì Công xuất hiện ở đây, cũng hơi kinh ngạc, lúc này anh chú ý tới hai người Bạc Tùng và Chung Linh Nhi ở xa xa, suy nghĩ một chút, đã hiểu là chuyện gì. Anh đi về phía Bạc Tùng, lạnh giọng hỏi, là cậu bảo những người này ra tay với tôi. Bạc Trì Công đi theo, mặt đầy tức giận nói thật, vị này chính là chủ nhân mới của nhà họ Lâm, ta cầu cậu ấy còn không kịp đây, con lại tìm cậu ấy gây phiền phức, con quả thực là ép nhà họ Bạc ta vào đường chết mà. Lúc Bạc Tùng nghe Bạc Trì Công nói Lâm Thanh Diện là chủ nhân mới của nhà họ Lâm, đầu như bị sét đánh trúng, bên tai đều bắt đầu vang lên tiếng ưng ưng. Ba, chắc không phải ba lầm rồi chứ, anh ta sao có thể là chủ nhân mới của nhà họ Lâm được. Bạc Trì Công lại đá một cước vào người Bạc Tùng, mắng, ta hôm nay mới gặp cậu ấy ở nhà họ Lâm, con cho rằng ta sẽ nhận nhầm sao.
Bạc Tùng nuốt nước miếng, nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sau đó vội vàng bò về phía Lâm Thanh Diện, quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện. Tôi có mắt không biết Thái Sơn, không biết thân phận anh, tôi đáng chết, xin anh khoan hồng độ lượng tha cho tôi một lần, sau này tôi không dám nữa. Bạc Tùng nói, rồi cho mấy bạt tai thẳng vào mặt mình, trong lòng cũng hận mình quá não tàn. Sao chỉ dựa vào mấy câu nói của Ngụy Dân Hiên đã cho rằng Lâm Thanh Diện là một tên bỏ đi? Nếu thật là tên bỏ đi, sao có thể tiếp xúc với lớp người như Chung Linh Nhi? Bạc Trì Công cũng ở bên cạnh giải thích, ông chủ Lâm, con trai tôi thật sự không biết thân phận của anh, nó cũng là xem vào việc của người khác, cái này, rõ ràng là chuyện của anh và cô Chung, đầu óc nó thật sự là vào nước mới đi quản chuyện của anh. Từ nay về sau tôi nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ nó, xin ông chủ Lâm niệm tình bao năm nay nhà họ Bạc tôi luôn nghe theo nhà họ Lâm, bỏ qua cho đứa con nghịch tử này của tôi. Lâm Thanh Diện vẫn không nói gì, Chung Linh Nhi đã thở dài, tiến lên một bước, mở miệng nói, là tôi bảo anh ta tìm người dạy dỗ anh, chuyện này không liên quan tới bọn họ, chẳng qua là trong lòng tôi không phục. Muốn phát tiết một chút mà thôi, anh đừng làm khó bọn họ nữa. Thật ra Lâm Thanh Diện cũng nhận ra chuyện này có liên quan tới Chung Linh Nhi, dù sao cũng là Chung Linh Nhi gọi anh tới, nếu như không có sự cho phép của Chung Linh Nhi, đám Bạc Tùng sao có thể nghĩ tới chuyện đối phó anh. Anh cũng bất đắc dĩ thở dài theo, từ trong mắt Chung Linh Nhi, anh nhìn ra sự vướng mắc, có lẽ bản thân Chung Linh Nhi cũng không biết mình bây giờ đang làm gì. Cô ta chỉ là trút hết tâm tư trong lòng mình ra thôi. Mang con trai ông đi đi, sau này đừng phạm sai lầm này nữa. Lâm Thanh Diện nói, Bạc Trì Công vội vàng cúi người với Lâm Thanh Diện, ông ta bày tỏ cảm ơn, sau đó dẫn Bạc Tùng rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn về phía Chung Linh Nhi hơi cô đơn cúi đầu xuống. Không biết đang nghĩ gì. Nếu như anh cảm thấy tối nay tôi làm không đúng, cũng dạy dỗ tôi đi, dù sao tôi cũng không đánh lại anh. Chung Linh Nhi mở miệng. Lâm Thanh Diện cười lên, mở miệng nói, tôi làm sao dám đánh cô, nếu thế ba cô còn không đến tìm tôi liều mạng à. Chung Linh Nhi thở dài, nói, anh không đánh tôi, không phải là bởi vì đau lòng cho tôi, mà là bởi vì sợ ba tôi tìm anh liều mạng. Lâm Thanh Diện, tôi hận anh. Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Diện lập tức biến mất. Vẻ mặt phức tạp nhìn Chung Linh Nhi, anh dường như cảm giác được, sự ngây thơ hồn nhiên trên người Chung Linh Nhi đang nhanh chóng biến mất, nha đầu này, hình như trở nên không vui rồi. Một người có thể giữ được ngây thơ là chuyện tốt, nhưng cái giá là, một khi gặp phải tổn thương nào đó, ảnh hưởng mà tổn thương đó tạo ra cho cô ta sẽ gấp mấy lần người bình thường. Mặc dù Lâm Thanh Diện cũng không có ý muốn tổn thương Chung Linh Nhi, nhưng trong lòng anh biết rõ, Chung Linh Nhi biến thành như vậy, không thoát nổi có liên quan tới anh. Tôi đưa cô về. Do dự hồi lâu, Lâm Thanh Diện cũng không biết phải ăn của Chung Linh Nhi thế nào, chỉ có thể nói một câu như vậy. Chung Linh Nhi cũng không cự tuyệt, mà là trực tiếp xoay người, đi ra ngoài. Trên đường, Lâm Thanh Diện đi theo sau Chung Linh Nhi, hai người đều không nói lời nào, cứ an tĩnh như vậy mà đi. Hồi lâu, Chung Linh Nhi cuối cùng cũng mở miệng, Lâm Thanh Diện, anh biết không, những ngày ở huyện Yên Dân là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời này của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi ngủ cùng giường với người khác, lần đầu tiên cùng người khác đi dạo trung tâm mua sắm. Lần đầu tiên ngồi xe đua của người khác, lần đầu tiên muốn trao cả đời mình cho một người đàn ông, lần đầu tiên. Tâm trạng Chung Linh Nhi hơi kích động nói cảm giác trong lòng mình đối với Lâm Thanh Diện ra hết. Lâm Thanh Diện cứ như vậy im lặng nghe, trong lòng cũng cảm nhận được tình cảm của Chung Linh Nhi đối với mình, cho đến lúc này, Lâm Thanh Diện mới hiểu được. Chung Linh Nhi cứ dính lấy anh, không phải là vì xem quá nhiều phim truyền hình, cũng không phải là vì nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Đó là bởi vì Chung Linh Nhi thật sự động tâm với mình. Lâm Thanh Diện đối với chuyện tình cảm vốn phản ứng chậm chạp hơn so với người khác, bây giờ anh có thể cảm nhận được tình cảm của Chung Linh Nhi với mình, cũng đã vô cùng may mắn rồi. Nhưng cái người có nhiều lần đầu tiên với tôi như thế, không hề muốn có tôi, anh ta đã có vợ rồi, cho nên tất cả chuyện tôi làm, với anh ta, đều là vô cớ gây sự, đều là không hiểu chuyện. Chung Linh Nhi nói tiếp, có lúc tôi hận mình tại sao không thể biết anh sớm hơn chút, nói không chừng như thế tôi có thể thuận lý thành chương trở thành người của anh, cũng sẽ không có những phiền phức như bây giờ. Nhưng tôi biết đây chỉ là hy vọng xa vời của tôi mà thôi. Mặc dù tôi mới 19 tuổi, nhưng tôi hiểu chuyện không kém gì anh, tôi biết anh không có cách nào dành ra một vị trí nào trong lòng mình cho tôi, trong lòng anh, chỉ có một mình Hứa Bích Hoài. Nói xong, Chung Linh Nhi khóc ngừng lên.
Lâm Thanh Diện nhất thời không biết làm sao, đối mặt với loại chuyện này, anh thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Linh Nhi, xin lỗi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Chung Linh Nhi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, xoay người dùng nắm đấm của mình nện vào người Lâm Thanh Diện, trong miệng còn nói, ai cần anh xin lỗi, tôi mới không cần nghe anh nói xin lỗi tôi. Lâm Thanh Diện không phản kháng, cứ như vậy để Chung Linh Nhi đập vào ngực mình, có lẽ như vậy có thể khiến lòng cô ta dễ chịu hơn chút. Một lúc lâu, lực trên tay Chung Linh Nhi càng lúc càng yếu, ngay sau đó, Chung Linh Nhi ôm lấy Lâm Thanh Diện. Trong lòng Lâm Thanh Diện nhất thời lột bột, theo bản năng muốn tránh ra, có điều Chung Linh Nhi ôm rất chặt, Lâm Thanh Diện cũng biết lúc này nếu tránh ra đối với Chung Linh Nhi mà nói là một loại tổn thương, nên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Thanh Diện, anh ôm tôi một chút có được hay không? Tôi biết mình không còn hy vọng, nhưng tôi muốn cảm nhận cái ôm của anh thỏa mãn nguyện vọng này của tôi có được không? Chỉ cần anh thỏa mãn nguyện vọng này của tôi, sau này tôi sẽ không quấn anh nữa. Chung Linh Nhi nói. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, không nói gì, dùng tay mình ôm Chung Linh Nhi. Chung Linh Nhi tựa đầu mình vào vai Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Một lúc sau, Chung Linh Nhi mới rời khỏi Lâm Thanh Diện, sau đó lại không nói một lời đi về phía trước. Không bao lâu, đến biệt thự nhà họ Chung, Lâm Thanh Diện ngừng lại, mở miệng nói, Linh Nhi, cô vĩnh viễn là cô em gái tốt nhất của tôi, bất kể cô gặp nguy hiểm gì, tôi cũng sẽ đứng ra mặt cho cô, sau này chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp cô. Chung Linh Nhi đứng một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu làm một mặt quỷ về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, quỷ đánh ghét, căn bản không ai dám ức hiếp tôi, lời này của anh chẳng khác gì không nói, còn về chuyện làm em gái anh, tôi sẽ suy nghĩ một chút, nếu biểu hiện của anh không tốt, tôi vẫn sẽ quấn lấy anh. Nói xong, Chung Linh Nhi lập tức chạy vào trong biệt thự. Không biết tại sao, nghe thấy Chung Linh Nhi nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện lại thở phào nhẹ nhõm. Anh nhún vai một cái, xoay người đi về phía nhà họ Lâm. Loại chuyện tình cảm này, quả nhiên so với đánh nhau còn phiền phức. Chương 359, cách làm của đại sư. Cậu chủ, cô Thanh Ngân lại để cho người đưa canh tự nấu đến, mấy ngày hôm nay cô Thanh Ngân đã tự xuống bếp 3 lần, cậu không định nếm thử một hớp sao? Ông Đỗ đứng trước bàn làm việc của Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói, bảo cô ấy đừng làm mấy cái này nữa, cô ấy cũng không biết khẩu vị của tôi như nào. Bảo người đem canh về đi. Thật ra cô Thanh Ngân ông Đỗ còn định nói gì đó. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu lên nhìn công, ngón tay đặt ở trên miệng mình, ra hiệu không muốn ông Đỗ nhắc lại chuyện này. Chuyện của Chung Linh Nhi và Tần Vô Song đã khiến cho Lâm Thanh Diện hiểu rõ về chuyện tình cảm, một khi đã bắt đầu, vậy thì vô cùng phiền phức, Lâm Thanh Diện cũng không muốn để cho Lâm Thanh Ngân có tình cảm với mình. Chỉ có thế thôi cũng khiến anh càng thêm nhức đầu, không bằng trực tiếp bóp chết chuyện này từ trong trứng trước. Ngày mai đặt vé máy bay trở về Hồng Thành giúp tôi, hôm nay xử lý hết chuyện ở đây, tôi nên trở về. Lâm Thanh Diện nói tiếp, đi nhanh như vậy sao? Ông Đỗ hơi kinh ngạc. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, hơn nữa tôi đã đồng ý sẽ tổ chức một buổi hôn lễ thật long trọng cho Bích Hoài. Tôi cần trở về để chuẩn bị hôn lễ. Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Nhà họ Lâm ở đây có cần giúp gì không? Cậu có thể đưa cô ấy đến Kinh Đô, ở chỗ này chuẩn bị hôn lễ, tiện thể tuyên bố luôn thân phận gia chủ nhà họ Lâm của cậu, đến lúc đó chắc chắn sẽ có náo động không hề nhỏ. Ông Đỗ mở miệng. Không cần, mấy năm nay tôi đã quen với Hồng Thành hơn rồi. So với Kinh Đô mà nói, nơi đó còn thân quen hơn, nếu như lúc đó có cần, tôi sẽ thông báo cho ông. Lâm Thanh Diện mở miệng. Thấy Lâm Thanh Diện kiên trì như vậy, ông Đỗ cũng không nói nhiều, xoay người ra ngoài chuẩn bị vé máy bay cho Lâm Thanh Diện. Nhiều năm như vậy, người ở Hồng Thành đều coi tôi là đồ ăn hại, Bích Hoài gì tôi mà chịu quá nhiều tủi thân, hôn lễ lần này. Nói là làm cho Bích Hoài, thà nói rằng làm cho tất cả mọi người ở Hồng Thành nhìn thấy. Lần này, tôi muốn để cho những người ở đó biết, Bích Hoài gả cho tôi, cũng không phải là chuyện cười. Hôn lễ này nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người ở Hồng Thành đều phải ghen tị. Hồng Thành, gia viên trăng tụy. Trên một con đường nhỏ dẫn đến khu nhà cao cấp. Tống Huyền Khanh đang cúi đầu, cẩn thận đi về phía trước. Vào lúc đó, một người đàn bà trung niên không lớn hơn Tống Huyền Khanh bao nhiêu đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, cười gằn nhìn Tống Huyền Khanh, quái gở nói, Ây da, đây không phải là Huyền Khanh sao, đường lớn có sao mà không đi đi, mà lại đi đường ngõ vậy. Không phải là sợ bị tôi nhìn thấy chứ? Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào người đàn bà trung niên kia. Gương mặt cứng ngắc,
trong mắt giống như là sắp bốc lửa đến nơi rồi. Lâu Quế Mai, đầu óc cô có bệnh à? Tôi đi đường nào thì có liên quan gì đến cô sao? Ngày nào cô cũng rảnh rỗi đến thế à? Tôi đi ra ngoài mà cô cũng chạy đến để nói kháy tôi sao? Tống Huyền Khanh không khách khí chút nào mà chửi. Lâu Quế Mai này chính là mẹ của Hứa Trai Hiệp, vợ của Hứa Quốc Đống. Sau khi từ Hứa Trai Hiệp biết được một nhà Tống Huyền Khanh đã chuyển đến gia viên trăng tụy, Lâu Quế Mai ngày nào cũng ở tiểu khu này tìm bóng người của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa, chỉ cần gặp phải bà ta thì sẽ bị bà ta khinh bỉ một trận. Mặc dù nhà của Tống Huyền Khanh to hơn nhà của bọn họ rất nhiều, nhưng Lâu Quế Mai cũng không để bụng, bởi vì bà ta biết trước kia nhà Tống Huyền Khanh sống ở trung tâm biệt thự tại Vịnh Đằng Long. Bây giờ lại chuyển đến gia viên trăng tụy thì đồng nghĩa đến việc nhà Tống Huyền Khanh đã không còn tiền. Bọn họ và mình đều sống ở cùng một tiểu khu, cho dù nhà bọn họ lớn hơn nhà mình, nhưng mà bọn họ đã rơi xuống cùng cấp bậc với mình rồi. Bây giờ một nhà Lâu Quế Mai có thể nói là cực kỳ đáng ghét, lấy cả nhà bọn họ ra làm niềm vui, chính là chạy ra nói nhảm với một nhà Tống Huyền Khanh. Giống như là không ngừng khiến cho một nhà Tống Huyền Khanh biết được rằng bọn họ ở cùng một cấp bậc, có thể khiến cho bọn họ vui như thế nào. Xem cô nói này, sao tôi lại ghét cô được chứ? Tôi cũng sống ở chỗ này thôi, tôi đi chỗ nào, chả nhẽ còn phải nghe theo cô sao? Đừng tưởng cô còn sống ở Vịnh Đằng Long, ở cái gia viên trăng tụy này bà muốn đi đâu? Cũng không ai ngăn được. Lô Quế Mai bày ra thái độ chân trần không sợ người đi giày. Tống Huyền Khanh biết tranh cãi với mấy người như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, đen mặt mà đi thẳng, không quan tâm đến phản ứng của Lô Quế Mai. Quy gia, sao lại đi rồi, chả nhẽ bị tôi nói trúng chỗ đau chứ? Nhà mấy người đến chỗ này, không phải là vì không có tiền sao? Nói cho cô biết. Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, cô cho rằng nhà cô sẽ luôn sáng rực sao? Không thể nào, chỉ cần nhà cô ngã xuống, đời này đừng có mà nghĩ đến việc sống lại. Lô Quế Mai đi theo Tống Huyền Khanh, miệng lải nhải không ngừng. Nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Tống Huyền Khanh cảm thấy mình đang bị thua thiệt, trước kia bà đã giải thích với Lô Quế Mai rất nhiều lần. Nói nhà mình không phải không có tiền, mà chỉ muốn đổi chỗ ở mà thôi. Nhưng mà Lô Quế Mai lại không tin, bởi vì theo bà ta nhìn, những người sống ở trong biệt thự sẽ không đời nào lại chạy đến tòa nhà cao tầng mà sống, Tống Huyền Khanh chỉ là đang nói xạo mà thôi. Tống Huyền Khanh lại không có biện pháp nào giải thích được với Lô Quế Mai lý do mình rời biệt thự. Đến gia viên trăng tụy chỉ là để thích ứng hoàn cảnh mà thôi, mặc dù Tống Huyền Khanh ham hư vinh, nhưng so với an toàn mà nói, bà ta càng muốn an toàn hơn. Không giải thích được với Lô Quế Mai, Tống Huyền Khanh không muốn nói với bà ta, lần nào đi cũng sẽ tránh bà ta đi. Lô Quế Mai thấy Tống Huyền Khanh trốn tránh bà ta, thì càng nghĩ rằng Tống Huyền Khanh chột dạ, cho nên lại càng tiến tới. Mỗi ngày bà ta không có việc gì làm là lại đi lên quanh tiểu khu, tìm cơ hội đến nói móc Tống Huyền Khanh. Phong thủy lưu chuyển, cũng không chuyển đến nhà bà đâu, tôi nhìn thấy nhà bà mới thật sự không giật dậy nổi. Tống Huyền Khanh lẩm bẩm một câu. Sắc mặt Lô Quế Mai nhất thời trở nên khó coi, lạnh lùng nói, cô bớt ở đây nguyền rủa nhà tôi đi, nhà bọn tôi sẽ phát tài sớm thôi. Trai Hiệp gần đây có một mối làm ăn lớn, không lâu sau, nhà bọn tôi có thể dọn vào biệt thự trước kia của mấy người ở đó, đến lúc đó xem mấy người nói cái gì. Tống Huyền Khanh bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng một câu, vào ở đi, buổi tối ma quỷ xuất hiện hù chết mất người. Một đường về đến nhà, Tống Huyền Khanh mới coi như là thoát khỏi Lô Quế Mai, thở phào nhẹ nhõm. Thật là ôn thần mà, đầu óc của Lâm Thanh Diện cũng thật là, sao lại mua nhà chung với tiểu khu của bọn họ được chứ, bây giờ thiên thiên bị một nhà ôn thần này quấn cho, thật là tức chết mà. Tống Huyền Khanh lẩm bẩm. Hứa Bích Hoài đã từ công ty trở về, bây giờ đang ngồi trên ghế salon xem TV, nghe thấy Tống Huyền Khanh vừa vào cửa đã lẩm bẩm, nghiêng đầu gọi, mẹ. Mẹ bị sao thế? Sao lúc trở về lại bày ra vẻ mặt thúi quát này vậy? Tống Huyền Khanh đi đến, ngồi bên cạnh Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, còn không phải cái bà thần kinh Lô Quế Mai kia sao, hai ngày này chỉ cần vừa ra khỏi cửa gặp bà ta đến cười nhạo, nói nhà chúng ta xui xẻo ngã xuống gì đó. Lời của mấy người như vậy mẹ không cần để trong lòng, chúng ta sống tốt là được rồi. Để ý đến bọn họ làm gì? Hơn nữa chuyện ở trong biệt thự, mẹ đừng có mà ra ngoài nói với ai đấy, không đến lúc đó lại có phiền toái. Hứa Bích Hoài mở miệng. Được rồi, mẹ không có ngốc, biết cái nói và cái gì không nên nói. Tống Huyền Khanh mở miệng. Lúc này bà mới lấy đồ mình mang về từ trong ngực ra, đặt ở trên bàn. Hứa Bích Hoài nhìn chằm chằm vào đồ trên bàn.
phát hiện ra là một đống vàng mã và một bó hương. Mẹ, mẹ mua mấy cái này làm gì vậy? Hứa Bích Hoài mặt đầy kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh. Tất nhiên là có chỗ dùng rồi, đợi một lát là con biết thôi. Tống Huyền Khanh thần bí nói. Hứa Bích Hoài nghi ngờ quan sát Tống Huyền Khanh mấy lần, thấy mấy lời này của bà chẳng đáng tin chút nào, bà nói sẽ có chỗ dùng. 80-90% là bà lại tìm phiền toái đến. Sau hơn 10 phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tống Huyền Khanh lập tức đứng lên, đi đến mở cửa. Hứa Bích Hoài mặt đầy khó hiểu, không biết ai lại đến nhà cô, vừa nãy Tôn Tuệ Phương đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, không thể nào quay lại nhanh như vậy. Tống Huyền Khanh mở cửa, Hứa Bích Hoài rướn người nhìn qua. Phát hiện ngoài cửa là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, nhìn có vẻ lôi thôi, mặc trên người một cái áo toàn dài, trong tay còn có một cái rương cũ nát. Đại sư, ngày cuối cùng cũng đã đến, mời ngài vào trong. Tống Huyền Khanh mặt đầy cung kính nhìn người đàn ông ngoài cửa mà nói. Trên mặt người đàn ông xuất hiện vẻ kiêu ngạo, không chút khách khí nào mà đi vào trong phòng. Ánh mắt ông rơi vào trên người Hứa Bích Hoài, hơi sửng sốt, bị vẻ xinh đẹp của Hứa Bích Hoài hấp dẫn, nhưng mà rất nhanh hắn tỉnh bơ mà nhìn chỗ khác, giả vờ khinh thường dáng vẻ của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài để ý đến ánh mắt người này thay đổi, liếc mắt đều biết người này là đang giả vờ, thật không biết là Tống Huyền Khanh cũng có thể mời loại người này vào nhà. Mẹ, tên đó là làm gì vậy? Sau này không nên tùy tiện để người xa lạ vào trong nhà chúng ta, thói đời bây giờ rất nguy hiểm đó. Hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh mặt biến sắc, hấp tấp nói, con gái, đừng có nói linh tinh, vị này là đại sư mà mẹ mời về để giải trừ tai họa cho chúng ta đó, chọc giận đại sư không có tốt đâu. Người gọi là đại sư kia nghe được mấy lời của Hứa Bích Hoài. Cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ý của mấy người là gì, muốn để tôi giải trừ tai họa cho mà còn có thái độ này. Cho rằng tôi ra tay rất dễ dàng sao? Đại sư ngài bớt giận, con gái tôi không hiểu chuyện, nói chuyện cũng không suy nghĩ gì cả, ngài đừng có gì thế mà trách con bé. Tống Huyền Khanh vội vàng xin lỗi. Thôi, thấy con bé hơi có tuổi căng, không so đo nhiều. Nhưng mà không có lần sau, không chỉ không giải trừ được tai họa, sợ rằng còn có tai họa mới tìm đến cửa đấy. Đại sư trầm giọng nói. Dân, dân, tấm lòng của đại sư bao la như biển cả, tất nhiên sẽ không so đo với đứa con gái không hiểu chuyện của tôi. Tống Huyền Khanh mặt đầy cảm kích nói. Hứa Bích Hoài nghe hai người đối thoại, cao mày, cảm thấy thật là hết cách với Tống Huyền Khanh. Đồ tôi bảo mua đã mua chưa? Đại sư nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh nói. Tống Huyền Khanh vội vàng gật đầu, nói, mua rồi, ở chỗ này đây. Vừa nói, Tống Huyền Khanh mang mấy vàng mã và hương đến. Sau khi đại sư cầm lấy, đặt cái rương trong tay mình xuống, sau khi mở ra, để lộ lư hương, kiếm gỗ đào và mấy đồng tiền ở trong. Hắn đốt hương mà Tống Huyền Khanh mua được. Cắm vào lư hương chính giữa, sau đó lại làm mấy cái động tác tay ở trong phòng, bấm ngón tay tính toàn xong, đặt lư hương ở phía Hứa Bích Hoài, hai con mắt còn nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài. Sau đó vị đại sư cởi án toàn trên người mình ra, lộn ngược án, cả cái án toàn dài giờ biến thành án đạo sĩ, lại mặc ở trên người mình. Thấy một màn này trong lòng Hứa Bích Hoài chả muốn nói gì. Trong đầu nghĩ rằng tên lừa gạt này lại khiến cho Tống Huyền Khanh tin tưởng, thật sự là khiến cho cô cạn lời. Tống Huyền Khanh thì lại cảm thấy biểu hiện của đại sư là cao thâm, dù quần hắn có kém, cũng không ảnh hưởng đến cách làm của hắn. Đại sư dùng đồ trong rương của ông ta làm ra một cái bàn thờ nhỏ, sau đó dùng thứ giống như bút đỏ, viết lên đống giấy vàng mà Tống Huyền Khanh mua được. Viết mỗi chuỗi dài giống như là bùa vẽ quỷ vậy. Tống Huyền Khanh cảm thấy cao thâm khó lường, Hứa Bích Hoài thì lại cảm thấy sơ hở quá nhiều, cái gọi là viết đồ không có bố cục gì, nhìn giống như là đứa con nít vẽ bừa vậy. Làm xong những thứ này, đại sư lại cầm kiếm gỗ lên, ở chính giữa phòng làm lễ cũng, bộ dáng kia, hoàn toàn là học từ Cương Thi tiên sinh. Còn không có học được tinh túy ở trong đó, chẳng qua chỉ là học sơ sài. Cấp cấp như lệnh, Thái Thượng Lão Quân thế hiện thần uy, diệt trừ tất cả yêu ma quỷ quái. Phá! Đại sư mở miệng la một câu, sau đó vội vàng dừng chiều, đứng tại chỗ 5 phút, mới thở dài một cái, toàn thân buông lỏng. Tống Huyền Khanh ở bên cạnh không dám phát ra thanh âm, dè dặt nhìn đại sư. Sợ mình sẽ quấy rầy đến đại sư. Được rồi, lễ cũng đã xong, tai họa nhà mấy người tôi cũng đã diệt trừ xong, sau này mấy người không cần phải lo đụng phải rắc rối gì nữa. Đại sư mở miệng nói. Tống Huyền Khanh đầy cảm kích nhìn đại sư, mở miệng nói, thật sự cảm ơn đại sư, nhà tôi dạo gần đây toàn gặp phải rắc rối, có đại sư trợ giúp,
sau này buổi tối tôi có thể ngủ ngon được rồi. Cách xử lý của tôi tiêu hao không ít chân nguyên, hy vọng bà không quên thù lao mà chúng ta đã ước hẹn từ trước. Đại sư mở miệng nói, dân, tôi đi lấy cho đại sư. Nói xong, Tống Huyền Khanh đi nhanh vào trong phòng ngủ cầm 60 triệu tiền mặt ra, đưa cho đại sư. Đại sư nhận được 60 triệu tiền mặt, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hài lòng. Nhét tiền vào quần áo của mình. Đại sư lại nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh, sâu xa nói, mặc dù bây giờ tôi đã diệt trừ tai họa cho nhà cô, nhưng đây mới là trị được ngọn chưa trị được gốc. Nãy tôi tỉ mỉ quan sát phong thủy, phát hiện có mấy chỗ không giống như bình thường và cũng tìm ra được nguyên nhân của tai họa này. Tống Huyền Khanh nghe lời của đại sư, mặt biến sắc, vội vàng mở miệng gọi, đại sư, là nguyên nhân từ đâu xin ngài hãy nói cho tôi. Đại sư nhìn hơi do dự, nhưng mà vẫn hỏi một câu, nhà cô có phải có người chương 360, vĩnh viễn đuổi khỏi nhà của bà. Tống Huyền Khanh nghe được lời của đại sư, hai mắt lập tức trợn to, hơi không tin nhìn lại, lẩm bẩm nói, đại sư, sao ngài biết được vậy? Lúc này Tống Huyền Khanh hoàn toàn bị đại sư làm cho sợ hãi, bởi vì cho tới giờ bà chưa có nói với đại sư trong nhà mình có ai, sao ông ta lại biết trong nhà mình lại có người họ Lâm? Tất nhiên là tính ra. Đại sư mở miệng nói, vậy xin hỏi đại sư, ý ngài là, nguyên nhân của tai họa ở nhà bọn tôi là do người họ Lâm kia. Trong lòng Tống Huyền Khanh đã đoán được một ít, cái này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng bà. Không sai, nguồn gốc tai họa của nhà bà đều ở trên người này, nếu như tôi đoán không nhầm, bây giờ tên đó không có ở trong nhà đi. Dù tôi có thể diệt trừ tai họa ở nhà cô, cũng là bởi vì tên đó không có ở đây. Nếu như tên đó vẫn chưa trở lại, vậy nhà cô sẽ tiếp tục sống yên ổn, nhưng mà một khi tên đó trở về, nhà cô sẽ lại giống như trước, tai họa không ngừng. Đại sư thành thật nói, Tống Huyền Khanh vẫn luôn cảm thấy nhà bọn họ gặp nhiều chuyện như vậy là bởi vì Lâm Thanh Diện. Bây giờ sau khi nghe đại sư nói vậy xong, càng tin chắc vào điều này. Đại sư, xin ngài nghĩ biện pháp giúp nhà chúng tôi với, trước tôi cảm thấy nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là vì thằng sao chổi Lâm Thanh Diện kia, xin ngài hãy giúp nhà tôi nghĩ ra biện pháp nào để đối phó đi. Tống Huyền Khanh khẩn cầu. Hứa Bích Hoài ngồi ở cách đó không xa thấy Tống Huyền Khanh đưa tiền cho đại sư đã cảm thấy đại sư này không hợp lẽ thường. Bây giờ lại nghe đại sư nói như vậy, cô thật sự không có nhịn được. Mẹ, người này chỉ là một tên lừa gạt thôi, ông ta chỉ ở nhà của ta khoa tay múa chân hai cái, là có thể giải trừ được tai họa của nhà chúng ta sao? Vừa rồi mẹ không nên đưa cho ông ta 60 triệu, nhưng mà con muốn cho mẹ an lòng một ít, cũng không có nói gì, bây giờ ông ta lại nói mấy lời này. Con thật sự là không nhịn được nữa rồi, ông ta căn bản chính là đang gạt mẹ. Hứa Bích Hoài đi đến bên cạnh Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh nghiêng đầu trợn mắt nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, nếu như đại sư đang lừa dối mẹ, vậy sao ông ta có thể bấm ngón tay mà biết được nhà chúng ta có người họ Lâm? Bây giờ Lâm Thanh Diện không có ở nhà, đại sư có thể tính ra ông ta họ gì? Chẳng lẽ vẫn chưa thể chứng minh được sao? Toàn bộ Hồng Thành đều biết Lâm Thanh Diện là người nhà chúng ta, mẹ biết ông ta tính ra được sao, hay là lỡ như ông ta đã sớm biết người nhà chúng ta thì sao? Hứa Bích Hoài phản bác. Còn nói linh tinh. Từ trước đến nay đại sư không màng sự đời, sao ông ta lại biết nhà chúng ta có những ai, con đừng có ở chỗ này nói mơ. Đại sư đã lên tiếng, con còn muốn đứng lên che chở cho tên sao chổi Lâm Thanh Diện sao? Lần trước mẹ ở trên mạng có coi, người ta nói Lâm Thanh Diện chính là một thiên sát tai tinh, giờ nhìn lại, thật sự rất đúng. Tống Huyền Khanh nóng nảy, quát về phía Hứa Bích Hoài. Sắc mặt đại sư khó coi nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, mở miệng, tôi tốt bụng nhắc nhở các người. Các người lại coi ta là kẻ lừa đảo, xem ra hôm nay không nên giúp các người loại trừ hậu họa. Thôi, sau này nhà các người gặp tai họa gì, lúc đó cả nhà các người đừng có mà hối hận rồi đến tìm tôi. Nói xong, đại sư bắt đầu thu dọn đồ của mình, sau đó tức giận rời khỏi nhà Hứa Bích Hoài. Tống Huyền Khanh thấy vậy vội vàng đuổi theo, trong miệng còn kêu, đại sư. Ngài đừng nóng giận, chúng ta không có nói ngài là kẻ lừa đảo, là con gái tôi bị tên sao chổi Lâm Thanh Diện tẩy não, gian xin đại sư ban phát từ bi, mau cứu con gái tôi. Hứa Bích Hoài nhìn Tống Huyền Khanh đuổi theo, không nhịn được cắn môi, hốc mắt có nước mắt hiện lên, cô không nghĩ rằng đến lúc này Tống Huyền Khanh vẫn còn giữ thành kiến nặng như vậy với Lâm Thanh Diện. Nếu không phải nhờ lời của Lâm Thanh Diện, không chừng bây giờ nhà bọn họ đã bị hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Nguyên dìm chết rồi. Không chừng bây giờ cô cũng đã mất việc, hơn nữa cũng làm gì còn nhà mà ở, làm gì còn ngồi ở chức vị chủ tịch.
Tống Huyền Khanh cho bây giờ cũng chỉ biết phàn nàn với Lâm Thanh Diện, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy được Lâm Thanh Diện vì cái nhà này mà bỏ ra rất nhiều thứ. Đây đối với Lâm Thanh Diện mà nói thật sự không có công bằng. Ở giữa, Tống Huyền Khanh đã đuổi kịp đại sư, hai tay bắt lấy cánh tay của ông ta, mặt đầy cầu xin, đại sư ngài đừng nóng giận, con gái con không có hiểu chuyện, con rất tin lời của đại sư, xin đại sư cho tôi biện pháp để giải quyết, nếu không sau này nhà con sẽ còn bị tên sao chổi Lâm Thanh Diện hãm hại. Đại sư mặt lạnh nói, tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở thôi, về tình về lý tôi cũng không thể giúp gì được cho cô, hơn nữa con gái cô còn nói như vậy, tại sao tôi phải giúp mấy người chứ? Tống Huyền Khanh đảo tròng mắt, sau đó vội vàng lấy một chồng tiền từ mình trong ngực mình ra, nhét vào trong tay đại sư. Đại sư, con thê con gái con xin lỗi ngài, xin ai đừng để ý đến chuyện vừa rồi. Đây là chút tâm ý của con, mong ngài nhìn thấy sự chân thành của con, mà chỉ cho con một con đường sáng đi. Tống Huyền Khanh cười xòa nói. Đại sư thấy Tống Huyền Khanh nhét mấy tờ tiền vào, thái độ mới tính dịu đi một chút. Sau khi ông ta cất tiền vào, nói với Tống Huyền Khanh, vốn tôi cũng không có giúp các người đâu, nhưng nhìn thái độ thành khẩn của cô, tôi chỉ điểm cho cô một chút vậy. Nguyên nhân tai họa nhà cô, chính là do người họ Lâm kia, nếu muốn tránh những tai họa này, tốt nhất là nên tìm mọi cách để đuổi ra khỏi nhà mấy người đi, trừ biện pháp này ra, những biện pháp khác đều không thể trị được tận gốc. Nói xong, đại sư bấm thang máy, đi vào. Tống Huyền Khanh đứng tại chỗ, trong miệng lầm bầm, đuổi ra khỏi nhà, mình nên làm điều này sớm hơn. Chẳng qua luôn bị Bích Hoài ngăn cản. Lần này có chỉ dẫn của đại sư, mình nhất định phải đuổi tên sao chổi này ra khỏi nhà, không thể để ông ta tiếp tục ở đây nữa. Tất nhiên, lần này nó đi kinh đô, nếu cả đời không thể về được thì càng tốt. Sau khi giữ vững ý tưởng của mình, Tống Huyền Khanh xoay người quay về nhà, suy nghĩ lần này cho dù Hứa Bích Hoài có bảo vệ Lâm Thanh Diện thế nào, bà cũng kiên quyết không thể để Lâm Thanh Diện ở đây. Không bao lâu, Tôn Tuệ Phương mua thức ăn trở về, phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm, hơn nữa lại còn có mùi của hương, này làm bà ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà bà ta cũng không hỏi nhiều, bây giờ bà ta cũng có ít chuyện buồn phiền, vừa nãy ở trên đường trở về, con gái bà ta gọi điện cho bà ta, phàn nàn rất nhiều về mấy chuyện dạo gần đây ở trong trường. Trong lòng bà ta bây giờ chỉ lo lắng cho tình trạng của con gái mình ở trường học bên kia. Mặc dù con gái bà ta ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng Tôn Tuệ Phương hiểu rõ, nếu thật sự không có chuyện gì, con gái mình sẽ không gói điện phàn nàn với mình. Con gái là toàn bộ hy vọng của Tôn Tuệ Phương, nếu như con gái xảy ra chuyện gì, đối với Tôn Tuệ Phương mà nói nhất định là đã kích cực kỳ lớn. Cho nên bây giờ bà ta cũng không có tâm tình đi quan tâm trong nhà xảy ra chuyện gì. Tối hôm đó, Hứa Bích Hoài nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Diện, nói ngày mai sẽ trở về Hồng Thành. Sau khi biết Lâm Thanh Diện giải quyết mọi chuyện ổn thỏa ở Kinh Đô xong, Hứa Bích Hoài vẫn luôn vui mừng thay Lâm Thanh Diện, nhưng mà thái độ của Tống Huyền Khanh khiến trong lòng Hứa Bích Hoài bối rối. Trong lúc ăn cơm, Tống Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài đã biểu hiện rõ ràng quyết định của mình, cho dù chuyện của Lâm Thanh Diện ở Kinh Đô như thế nào, sau này không thể để cho Lâm Thanh Diện vào cửa nhà bọn họ. Lần này thái độ của Tống Huyền Khanh vô cùng kiên quyết, không cho Hứa Bích Hoài bất kỳ đường sống nào, hai người suýt chút nữa là cãi nhau, sau đó hai người Tôn Tuệ Phương và Hứa Quốc Hoa cố gắng khuyên nửa ngày mới khiến cho bọn họ bình tĩnh lại. Bây giờ trên danh nghĩa của Tống Huyền Khanh với khách sạn quốc tế Tiên Thành, bà không có sợ nữa, cho dù có Lâm Thanh Diện hay không, cuộc sống của bà cũng không đến nỗi tệ đi. Mà Lâm Thanh Diện là sao chổi, coi như anh giải quyết thành công chuyện của Lâm gia, ngay cả có tiếp nhận Lâm gia, anh vẫn là người mang đến tai họa. Cho nên bà phải cắt đứt tất cả quan hệ với Lâm Thanh Diện. Như vậy bà mới có thể có một cuộc sống tốt, nếu không như trước đây bà lại phải lo lắng đề phòng, nếu không ngày nào đó khách sạn dưới tên bà lại sang tên Lâm Thanh Diện. Ước ngồi đáy giếng vĩnh viễn cũng chỉ có thể thấy được cái giòn trời nhỏ bé của miệng giếng mà thôi, bà vĩnh viễn chỉ để ý rằng mình có được chỗ nào tốt không, cho nên dù ai có đơn khuyên, cũng không thể thay đổi được ý định của bà. Đây là cay nghiệt từ trong xương cốt, một khi bà có thành kiến với bất kỳ ai, cho dù người này có thành người gia nhất thế giới, bà vẫn sẽ cảm thấy người này ngày mai sẽ phát sản. Lâm Thanh Diện có thể thay đổi điều kiện sống của Tống Huyền Khanh, nhưng là vĩnh viễn cũng không thay đổi được cái tự cho là đúng của Tống Huyền Khanh đã được khắc sâu vào trong xương mấy thập kỷ qua rồi. Hứa Bích Hoài đã hoàn toàn thất vọng với Tống Huyền Khanh, trong lòng cô vừa nghĩ nếu như Tống Huyền Khanh không tính chấp nhận Lâm Thanh Diện, vậy cô cùng Lâm Thanh Diện dọn ra ngoài ở.
bây giờ công ty có triển vọng phát triển tốt vô cùng, tiền lương của Hứa Bích Hoài cũng cao hơn so với một người bình thường, ra ngoài tìm nhà ở cùng Lâm Thanh Diện cũng khá dễ dàng. Dĩ nhiên, cô cũng biết, nếu muốn ra ngoài ở thì Lâm Thanh Diện sẽ an bài tốt, dù tiền lương của cô có cao hơn nữa, nhưng so với Lâm Thanh Diện, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện từ sân bay Hồng Thành đi ra, cũng không vội trở về. Cách không xa, anh thấy một chiếc xe Rolls Royce Phantom đậu ven đường, không ít người đang tò mò quan sát chiếc xe kia, ngay trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Thanh Diện cười đi về phía chiếc xe, cửa kính xe dần hạ xuống, Hướng Dẫn Thiên đeo kính mát ngồi ở bên trong, cười nhìn Lâm Thanh Diện. Xin lỗi, xin nhường đường, tôi phải đi. Bởi vì quá nhiều người ở quanh xe, Lâm Thanh Diện muốn đi, thì cũng phải chen vào đám người này. Người anh em, đừng chen, cho dù cậu tiến lên phía trước, cũng không ngồi được loại xe sang này đâu nha. Nhìn ở phía xa còn được, đến gần mới thấy xe này quá đắt mà mình không mua được, đây chẳng phải là tự tìm người sao. Một thanh niên cười nói, người trên xe đang chờ tôi không đi qua thì sao là lên xe được. Lâm Thanh Diện cười trả lời. Người nọ lập tức trợn tròn hai mắt, hơi không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, đừng làm càn, sao người trên xe lại đợi cậu được cơ chứ? Cậu nhìn qua cũng chả giống với ông chủ gì cả, cậu đang đùa chúng tôi à? Tất cả những người chung quanh đều mặt nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện là đang nói khoác. Lâm Thanh Diện vất vả mới tiến đến gần chiếc xe, mở cửa xe ra, Lâm Thanh Diện ngồi lên, người ở bốn phía xem náo nhiệt thấy một màn này, đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Trời má, tên đó thật sự ngồi lên kìa. Không ít người rối rít phát ra tiếng kinh hãi. Lâm Thanh Diện ngồi vào trong xe nghiêng đầu nhìn Hướng Dẫn Thiên, mở miệng nói, lần sau cậu có thể dùng một cái xe khiêm tốn để đến không, đi xe kiểu này phải mất tầm nửa ngày tôi mới lên được mất. Hướng Dẫn Thiên lúng túng nhìn Lâm Thanh Diện, nói, khụ khụ, đây là cái xe khiêm tốn nhất của tôi rồi. Mấy cái khác đều là xe thể thao, nhìn càng nổi bật hơn. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn ông ta, mở miệng nói, đi nhanh lên đi, để tôi xem nhiệm vụ tôi giao cho cậu thế nào rồi. Sau đó chiếc xe Rolls Royce Phantom rời đi trước những ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người. Không bao lâu, xe Hướng Dẫn Thiên dừng ở khu công trình đang xây dựng ở trung tâm thành phố Hồng Thành. Lâm Thanh Diện và Hướng Dẫn Thiên từ trên xe bước xuống, cùng nhau tiến vào bên trong công trình này. Bởi vì thi công vẫn chưa xong, bốn phía công trình vẫn còn dùng tôn dây quanh, không ai biết bên trong đang tiến hành hạng mục gì. Chúng ta đã dựa theo yêu cầu của cậu, bố trí nơi này thành tòa lâu đài pha lê độc nhất vô nhị trên thế giới, tin tưởng chỗ này nhất định sẽ là nơi kết hôn lãng mạn nhất trên thế giới này. Hướng Dẫn Thiên cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi vào bên trong công trình, sau khi thấy toàn cảnh của lâu đài pha lê, Lâm Thanh Diện cả người đều sững sờ. Mặc dù lâu đài pha lê là ý tưởng Lâm Thanh Diện cung cấp cho Hướng Dẫn Thiên, nhưng mà bây giờ nhìn thấy lâu đài pha lê được xây dựng, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng vô cùng rung động. Nơi này đúng là nơi lãng mạn nhất là anh từng thấy. Nhìn lâu đài pha lê sáng chói và xoa qua, Lâm Thanh Diện trên mặt nhịn được mà xuất hiện nụ cười. Ý tưởng lâu đài pha lê là dự định của Lâm Thanh Diện khi cử hành hôn lễ hoành tráng với Hứa Bích Hoài, dặn Hướng Dẫn Thiên bắt đầu chuẩn bị. Nếu muốn tổ chức hôn lễ cho Hứa Bích Hoài thật sang trọng, vậy chỗ tổ chức cũng phải khác người khác. Ở trong mắt của Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài vẫn luôn là công chúa, lâu đài pha lê tất nhiên là nơi cử hành hôn lễ với cô tốt nhất rồi. Chuyện này Lâm Thanh Diện nói với Hướng Dẫn Thiên, hơn nữa thi công cũng là bí mật tiến hành, vì không muốn để cho người khác biết về công trình này xây cái gì, Hướng Dẫn Thiên đặc biệt bảo người ta dây tôn bốn phía lại. Cũng may cả tòa lâu đài pha lê không có cao mấy, cho nên người bên ngoài cũng không thấy rõ được hình dáng của lâu đài pha lê. Lâm Thanh Diện bước vào tiền sảnh của lâu đài pha lê, nhìn trang trước lộng lẫy và chói lóa, khiến cho anh có thể tưởng tượng được cảnh cử hành hôn lễ với Hứa Bích Hoài. Anh không thể chờ đợi nữa. Hôm nay lâu đài pha lê đã làm xong, còn thiếu điều bày ra cho người Hồng Thành nhìn thấy. Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn Hướng Dẫn Thiên, mở miệng nói, trong vòng 3 ngày, dỡ bỏ mấy cái bức tường đi, tôi muốn cho mọi người nhìn thấy sự lãng mạn này, tôi cùng Bích Hoài tổ chức hôn lễ sẽ để cả thế giới nhìn chằm chằm vào. Chương 361 ghét anh quá vô dụng. Chương 361 ghét anh quá vô dụng. Đến tuổi gia viên, Lâm Thanh Diện đi vào trong khu chung cư, vừa mới nghĩ đến anh sẽ cùng Hứa Bích Hoài lại một lần nữa tổ chức đám cưới. Trong lòng anh không thể kìm nén xúc động.
Nghĩ đến Hứa Bích Hoài hôm nay dẫn đi làm, Lâm Thanh Diện không nói đến chuyện anh đã tự mình đi đến Hồng Thành với Hứa Bích Hoài, một mình đi đến khu chung cư, trong lòng vẫn nghĩ đến tối nay sẽ đưa cả gia đình đi ra ngoài ăn cơm. Anh vừa vào khu chung cư được một lúc, Lô Quế Mai đi theo lên, nhìn anh với vẻ mặt kinh bỉ, mở miệng nói, đây không phải Lâm Thanh Diện sao? Mấy ngày nay không nhìn thấy cậu, tôi cứ ngỡ rằng cậu biết bản thân không ăn nổi cơm của Hứa Bích Hoài nên bỏ chạy rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Lô Quế Mai, nghe được những lời của cô ta nhíu mày, hỏi, có ý gì? Lô Quế Mai bĩu môi nói, tôi có ý gì chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ? Gia đình vợ cậu Hứa Bích Hoài bây giờ đều đã trở lên nghèo túng như vậy, lẽ nào một tên ăn bám như cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại nhà của cô ta? Nghe những lời này của Lô Quế Mai, Lâm Thanh Diện cũng đoán ra được trong lòng bà ta đang nghĩ cái gì, lần trước khi chuyển nhà Gua Quo Cờ Đông cảm thấy bọn họ chuyển đến tuổi gia viên chính là vì công ty xảy ra chuyện. Anh lười không muốn cùng hạng người như bà ta tranh luận, lập tức đi qua. Lô Quế Mai không thấy Lâm Thanh Diện phản bác lại, khẳng định bản thân đã nói đúng. Được một bước lại muốn tiến thêm một bước, đuổi theo Lâm Thanh Diện, tiếp tục nói những lời kỳ lạ, sao rồi, chuyện này bị tôi nói trúng rồi, Hứa Bích Hoài cũng thật là quá đáng thương đi, bây giờ đã thành ra như vậy, ngay cả người vô dụng như cậu cũng không cần cô ta nữa, tôi thực sự cười chết mất. Lâm Thanh Diện căn bản là không thèm để ý tới lời của Lô Quế Mai. Giống như chưa từng nghe được, đối với loại người này tranh luận, chính là lãng phí thời gian, Bích Hoài có đáng thương hay không, chờ đến lúc bọn họ tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người sẽ được biết. Lô Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện không phản bác lại mình, tức giận, chạy nhanh đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, chặn anh lại, chất vấn, cậu biết sao? Lời tôi nói cậu không nghe thấy sao? Nhà của các người bây giờ có phải là rất thảm không? Cậu có phải đã có dự định sẽ bỏ Hứa Bích Hoài? Mau nói ra cho tôi vui mừng. Cút! Lâm Thanh Diện thấy Lô Quế Mai ngăn trước mặt mình, không khách khí mắng bà ta một câu, nếu như trước đây Bích Hoài không bị đuổi ra khỏi nhà, Lô Quế Anh còn xem như bậc trưởng bối, còn đối xử kiêng dè với bà ta một chút, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Cậu nói cái gì? Cậu vậy mà cũng dám nói tôi cút? Cậu là cái thá gì? Lại dám nói với tôi những lời như vậy? Tôi nói cho cậu biết. Không có Hứa Bích Hoài, cậu không là cái gì hết, với tình hình bây giờ của Hứa Bích Hoài đã không vững rồi, công ty của cô ta rất nhanh sẽ không trụ nổi nữa, cậu còn có tư cách gì mà dám lên mặt với tôi. Lô Quế Mai lập tức bùng nổ. Lâm Thanh Diện đẩy bà ta qua một bên, tiếp tục đi về phía trước, nếu như Lô Quế Anh vẫn tiếp tục gây sự, anh tất nhiên sẽ không khách khí nữa. Cậu lại dám đẩy tôi, thực sự làm phản rồi, xin lỗi tôi ngay. Lô Quế Mai càng thêm hung hăng. Lâm Thanh Diện coi thường Lô Quế Mai, tiếp tục tùy ý nháo như vậy, anh đều coi như không nhìn thấy. Lô Quế Mai trong lòng tức tối khó chịu, loại người như bà ta không chịu được, cho dù mình la lối im sòm cũng không nhận được phản hồi, Lâm Thanh Diện đúng là bắt được điểm này. Vì thế mới không thèm phản ứng lại. Lúc này Tống Huyền Khanh từ trong phòng đi ra, đi về hướng bọn họ, Lâm Thanh Diện sau khi nhìn thấy Tống Huyền Khanh, ngay lập tức càng bước nhanh hơn, qua đó chào hỏi Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh còn đang đề phòng Lô Quế Mai, kết quả nhìn thấy Lâm Thanh Diện cùng bà ta đi về phía mình, sắc mặt trở lên khó coi. Cái ngôi sao chổi này cũng thật sự cứng rắn đi. Thế nhưng đã từ Kinh Đô trở về, quả là người tốt đoạn mệnh, người xấu trường mệnh, ngay cả Kinh Đô Lâm gia cũng trị không nổi anh ta, khó trách đại sư nói Lâm Thanh Diện là ngọn nguồn tai họa của gia đình bà ta. Hơn nữa Lâm Thanh Diện vừa trở về đã mang lại rắc rối cho bà ta, bà vốn nghĩ rằng tự mình hôm nay có thể tránh được Lô Quế Mai, ai nghĩ đến Lâm Thanh Diện vậy mà kéo ả cùng đến. Mẹ, mẹ muốn ra ngoài sao? Lâm Thanh Diện mở miệng cười hỏi. Tống Huyền Khanh nghi mặt nói, anh đừng gọi tôi là mẹ, tôi vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, không chuẩn bị anh gọi vài tiếng, tôi giảm đi vài năm tuổi thọ rồi. Lâm Thanh Diện sửng sốt. Không biết Tống Huyền Khanh như vậy là bị làm sao, hỏi, mẹ gặp phải chuyện gì phiền toái sao? Xem mẹ thật giống như có chuyện không vui. Hừ, phiền toái lớn nhất của tôi chính là cậu, nhìn thấy cậu, tôi làm sao có thể vui vẻ lên được. Tống Huyền Khanh mở miệng, nếu đã gặp cậu ở đây, vậy tôi không đợi cậu về đến nhà rồi nói nữa, từ hôm nay trở đi, cửa của gia đình tôi, cậu không thể bước vào, để tránh cậu lại gây tai họa gì cho gia đình tôi. Không cần vào trong nhà nữa, những đồ của cậu. Những thứ cậu cần, nói với Lý Xuân Linh một tiếng, quay lại tôi sẽ bảo cô ta thu dọn giúp cậu. Nghe những lời này của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ, anh không hiểu tại sao Tống Huyền Khanh lại như vậy.
Mẹ, mẹ như thế này là làm sao, tại sao tự nhiên lại không cho phép con vào nhà, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thanh Diện gọi. Tống Quyền Khanh không kiên nhẫn nói, không có tại sao. Tôi chính là không muốn cho cậu bước vào nhà, cậu chính là một tên sao chổi, bước vào nhà chúng tôi nhất định sẽ mang lại cho gia đình tôi tai họa. Sau đó bà ta bước về phía trước, miệng còn nói thêm một câu, chìa khóa cửa nhà tôi đã đổi rồi, cậu có muốn vào cũng không vào được, tôi khuyên cậu tốt nhất cái khu chung cư này cậu đừng đến nữa, bằng không cậu gặp ai lại mang đến xui xẻo cho người đó. Nói xong, Tống Quyền Khanh bước nhanh rời đi. Lô Quế Mai chứng kiến một màn như vậy, bật cười ha ha, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cậu không phải vừa giả bộ rất giỏi sao, kết quả thì sao đến cửa đều không thể bước vào, thực sự làm tôi cười tết mất. Lâm Thanh Diện cao mày trừng bà tam cái, không thèm để ý, mà lấy điện thoại ra gọi điện cho Hứa Bích Hoài. Nói chuyện vừa xảy ra với cô, hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện chuyện này nói ra điện thoại không rõ ràng, bảo anh đến công ty đợi mình, đợi tan làm rồi sẽ nói giải thích cho anh. Lâm Thanh Diện cúp điện thoại, rời khỏi khu chung cư, vốn dĩ tưởng rằng lần này quay lại là một khởi đầu tốt, chuyện của nhà họ Lâm đã được giải quyết. Mình sẽ lại một lần nữa dành cho Hứa Bích Hoài một hôn lễ, tất cả những việc còn lại cũng chỉ có thể đi tìm ba. Không ai nghĩ đến vừa quay lại Tống Quyền Khanh lại gây rắc rối cho anh, làm cho anh trong đầu có phần phiền não. Không ai nghĩ đến vừa quay lại Tống Quyền Khanh lại gây rắc rối cho anh, làm cho anh trong đầu có phần phiền não. Lâm Thanh Diện, tôi vẫn là nói cậu là vì công ty của Hứa Bích Hoài không xong rồi. Không cần cô ta nữa, thực không nghĩ đến là gia đình bọn nọ không cần cậu nữa, không nghĩ đến bọn họ đã đến đường cùng rồi, mà cũng không cần một người vô dụng như cậu, xem ra là cậu quá vô dụng, trở thành gánh nặng cho cả gia đình nhà họ. Lô Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện lái xe rời đi, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói, tình hình gia đình các người tồi tệ như vậy. Tôi càng vui mừng, hãy đợi đó cho tôi, sớm muộn cũng có một ngày, gia đình tôi sẽ giống như trước đây, giẫm nát gia đình nhà các người. Chương 361, ghét anh quá vô dụng. Đến gia viên trăng tụy, Lâm Thanh Diện đi vào trong khu chung cư, vừa mới nghĩ đến anh sẽ cùng Hứa Bích Hoài lại một lần nữa tổ chức đám cưới, trong lòng anh không thể kìm nén xúc động. Nghĩ đến Hứa Bích Hoài hôm nay vẫn đi làm, Lâm Thanh Diện không nói đến chuyện anh đã tự mình đi đến Hồng Thành với Hứa Bích Hoài, một mình đi đến khu chung cư. Trong lòng vẫn nghĩ đến tối nay sẽ đưa cả gia đình đi ra ngoài ăn cơm. Anh vừa vào khu chung cư được một lúc, Lô Quế Mai đi theo lên, nhìn anh với vẻ mặt kinh bỉ, mở miệng nói, đây không phải Lâm Thanh Diện sao, mấy ngày nay không nhìn thấy cậu, tôi cứ ngỡ rằng cậu biết bản thân không ăn nổi cơm của Hứa Bích Hoài nên bỏ chạy rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Lô Quế Mai, nghe được những lời của cô ta nhíu nhíu mày. Quỏi, có ý gì? Lô Quế Mai bĩu môi nói, tôi có ý gì chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ? Gia đình vợ cậu Hứa Bích Hoài bây giờ đều đã trở lên nghèo túng như vậy, lẽ nào một tên ăn bám như cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại nhà của cô ta? Nghe những lời này của Lô Quế Mai, Lâm Thanh Diện cũng đoán ra được trong lòng bà ta đang nghĩ cái gì, lần trước khi chuyển nhà Hứa A Cô Cờ Đông cảm thấy bọn họ chuyển đến gia viên trăng tuổi chính là vì công ty xảy ra chuyện. Anh lười không muốn cùng hạng người như bà ta tranh luận, lập tức đi qua. Lô Quế Mai không thấy Lâm Thanh Diện phản bác lại, khẳng định bản thân đã nói đúng, được một bước lại muốn tiến thêm một bước, đuổi theo Lâm Thanh Diện, tiếp tục nói những lời kỳ lạ, sao rồi, chuyện này bị tôi nói trúng rồi, Hứa Bích Hoài cũng thật là quá đáng thương đi, bây giờ đã thành ra như vậy. Ngay cả người vô dụng như cậu cũng không cần cô ta nữa, tôi thực sự cười chết mất. Lâm Thanh Diện căn bản là không thèm để ý tới lời của Lô Quế Mai, giống như chưa từng nghe được, đối với loại người này tranh luận, chính là lãng phí thời gian, Bích Hoài có đáng thương hay không, chờ đến lúc bọn họ tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người sẽ được biết. Lô Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện không phản bác lại mình. Tức giận, chạy nhanh đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, chặn anh lại, chất vấn, cậu biết sao? Lời tôi nói cậu không nghe thấy sao? Nhà của các người bây giờ có phải là rất thảm không? Cậu có phải đã có dự định sẽ bỏ Hứa Bích Hoài? Mau nói ra cho tôi vui mừng. Cút! Lâm Thanh Diện thấy Lô Quế Mai ngăn trước mặt mình, không khách khí mắng bà ta một câu, nếu như trước đây Bích Hoài không bị đuổi ra khỏi nhà. Lô Quế Mai còn xem như bậc trưởng bối, còn đối xử kiên dè với bà ta một chút, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Cậu nói cái gì? Cậu vậy mà cũng dám nói tôi cút? Cậu là cái thá gì? Lại dám nói với tôi những lời như vậy? Tôi nói cho cậu biết, không có Hứa Bích Hoài, cậu không là cái gì hết,
với tình hình bây giờ của Hứa Bích Hoài đã không ổn rồi, công ty của cô ta rất nhanh sẽ không trụ nổi nữa. Cậu còn có tư cách gì mà dám lên mặt với tôi? Lâu Quế Mai lập tức bùng nổ. Lâm Thanh Diện đẩy bà ta qua một bên, tiếp tục đi về phía trước, nếu như Lộ Quế Anh vẫn tiếp tục gây sự, anh tất nhiên sẽ không khách khí nữa. Cậu lại dám đẩy tôi, thực sự làm phản rồi, xin lỗi tôi ngay. Lâu Quế Mai càng thêm hung hăng. Lâm Thanh Diện coi thường Lâu Quế Mai, tiếp tục tùy ý nháo như vậy. Anh đều coi như không nhìn thấy. Lâu Quế Mai trong lòng tức tối khó chịu, loại người như bà ta không chịu được, cho dù mình la lối im sòm cũng không nhận được phản hồi. Lâm Thanh Diện đúng là bắt được điểm này, vì thế mới không thèm phản ứng lại. Lúc này Tống Huyền Khanh từ trong phòng đi ra, đi về hướng bọn họ. Lâm Thanh Diện sau khi nhìn thấy Tống Huyền Khanh, ngay lập tức càng bước nhanh hơn. Qua đó chào hỏi Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh còn đang đề phòng Lâu Quế Mai, kết quả nhìn thấy Lâm Thanh Diện cùng bà ta đi về phía mình, sắc mặt trở lên khó coi. Cái ngôi sao chổi này cũng thật sự cứng rắn đi, thế nhưng đã từ Kinh Đô trở về, quả là người tốt đoạn mệnh, người xấu trường mệnh, ngay cả Kinh Đô Lâm gia cũng trị không nổi anh ta, khó trách đại sư nói Lâm Thanh Diện là ngọn nguồn tai họa của gia đình bà ta. Hơn nữa Lâm Thanh Diện vừa trở về đã mang lại rắc rối cho bà ta, bà vốn nghĩ rằng tự mình hôm nay có thể tránh được Lâu Quế Mai, ai nghĩ đến Lâm Thanh Diện vậy mà kéo ả cùng đến. Mẹ, mẹ muốn ra ngoài sao? Lâm Thanh Diện mở miệng cười hỏi. Tống Huyền Khanh nghi mặt nói, anh đừng gọi tôi là mẹ, tôi vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, không chuẩn bị anh gọi vài tiếng. Tôi giảm đi vài năm tuổi thọ rồi. Lâm Thanh Diện sửng sốt. Không biết Tống Huyền Khanh như vậy là bị làm sao, hỏi, mẹ gặp phải chuyện gì phiền toái sao? Xem mẹ thật giống như có chuyện không vui. Hừ, phiền toái lớn nhất của tôi chính là cậu, nhìn thấy cậu, tôi làm sao có thể vui vẻ lên được? Tống Huyền Khanh mở miệng, nếu đã gặp cậu ở đây, vậy tôi không đợi cậu về đến nhà rồi nói nữa. Từ hôm nay trở đi, cửa của gia đình tôi, cậu không thể bước vào, để tránh cậu lại gây tai họa gì cho gia đình tôi. Không cần vào trong nhà nữa, những đồ của cậu, những thứ cậu cần, nói với Lý Xuân Linh một tiếng, quay lại tôi sẽ bảo cô ta thu dọn giúp cậu. Nghe những lời này của Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ, anh không hiểu tại sao Tống Huyền Khanh lại như vậy. Mẹ, mẹ như thế này là làm sao, tại sao tự nhiên lại không cho phép con vào nhà, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Tống Huyền Khanh không kiên nhẫn nói. Không có tại sao, tôi chính là không muốn cho cậu bước vào nhà, cậu chính là một tên sao chổi, bước vào nhà chúng tôi nhất định sẽ mang lại cho gia đình tôi tai họa. Sau đó bà ta bước về phía trước, miệng còn nói thêm một câu, chìa khóa cửa nhà tôi đã đổi rồi. Cậu có muốn vào cũng không vào được, tôi khuyên cậu tốt nhất cái khu chung cư này cậu đừng đến nữa, bằng không cậu gặp ai lại mang đến xui xẻo cho người đó. Nói xong, Tống Huyền Khanh bước nhanh rời đi. Lâu Quế Mai chứng kiến một màn như vậy, bật cười ha ha, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cậu không phải vừa giả bộ rất giỏi sao, kết quả thì sao đến cửa đều không thể bước vào. Thực sự làm tôi cười chết mất. Lâm Thanh Diện cao mày trừng bà tam cái, không thèm để ý, mà lấy điện thoại ra gọi điện cho Hứa Bích Hoài, nói chuyện vừa xảy ra với cô, hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện chuyện này nói ra điện thoại không rõ ràng, bảo anh đến công ty đợi mình, đợi tan làm rồi sẽ nói giải thích cho anh. Lâm Thanh Diện cúp điện thoại. Rời khỏi khu chung cư, vốn dĩ tưởng rằng lần này quay lại là một khởi đầu tốt, chuyện của nhà họ Lâm đã được giải quyết, mình sẽ làm lại một lần nữa dành cho Hứa Bích Hoài một hôn lễ, tất cả những việc còn lại cũng chỉ có thể đi tìm ba. Không ai nghĩ đến vừa quay lại Tống Huyền Khanh lại gây rắc rối cho anh, làm cho anh trong đầu có phần phiền não. Không ai nghĩ đến vừa quay lại Tống Huyền Khanh lại gây rắc rối cho anh, làm cho anh trong đầu có phần phiền não. Lâm Thanh Diện, tôi vẫn là nói cậu là gì công ty của Hứa Bích Hoài không xong rồi, không cần cô ta nữa, thực không nghĩ đến là gia đình bọn họ không cần cậu nữa, không nghĩ đến bọn họ đã đến đường cùng rồi, mà cũng không cần một người vô dụng như cậu. Xem ra là cậu quá vô dụng, trở thành gánh nặng cho cả gia đình nhà họ. Lâu Quế Mai thấy Lâm Thanh Diện lái xe rời đi, hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói, tình hình gia đình các người tồi tệ như vậy, tôi càng vui mừng, hãy đợi đó cho tôi, sớm muộn cũng có một ngày, gia đình tôi sẽ giống như trước đây, giẫm nát gia đình nhà các người dưới chân.